Hi, xin chào các bạn, lại là mình đây Và Ở trong video hôm nay thì uh, trên tay mình đây Như bạn thấy là chúng ta sẽ có hai chiếc tai nghe Chulet hai phiên bản màu sắc khác nhau Một bên là màu xám này, cũng như là một bên là màu đen Hai tai nghe này thì nó sẽ đều đến từ thương hiệu là CCA hay là CCA những bạn hay nói đấy. Thì cả hai chiếc tai nghe này thì nó đều sở hữu một cái cấu hình âm thanh nó rất là khủng và đặc biệt là nó sẽ có mức giá nó rất là rẻ. Cụ thể hơn thì đối với chiếc tai nghe là CCA CX4 thì chúng ta sẽ có mức giá là 799 000 ngàn. còn đối với chiếc tai nghe là CCA CX10 thì chúng ta sẽ có mức giá nó cao hơn một chút là 1.550.000đ ở thời điểm hiện tại. Và chắc hẳn là các bạn cũng có thể thấy được rằng là ở thời điểm hiện tại tai nghe chú led bây giờ ấy thì nó rẻ kinh khủng luôn, nó rất là dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng. Vậy thì quan trọng hơn đấy là cả hai chiếc tai nghe này là CCA CX4 này cũng như là sẽ mời thì liệu rằng ngoài cái việc là giá rẻ cấu hình ống thái khủng ra thì hai tay nghe này liệu rằng nó có đáng mua hay không hay là chính xác hơn đấy là, là nó có xứng đáng là một chiếc tay nghe chulet ngon bổ rẻ thì ở trong video này chúng ta sẽ cùng phân tích mổ sẻ chi tiết hơn một chút về hai chiếc tay nghe này nhé Đầu tiên thì mình sẽ nói nhanh qua một chút về phần thiết kế cũng như là mức độ hoàn thiện ở trên hai chiếc tai nghe này thì tất cả các mẫu tai nghe của nhà CCA trước đây thì đều luôn giữ thiết kế là dạng semi custom nhìn nó rất là chuyên nghiệp cũng như là thời thượng và tất nhiên là cả hai chiếc tai nghe này nó cũng không phải ngoại lệ. Thiết kế của cả hai chiếc tai nghe này từ phần housing cho tới phần hộp sạc thì đều có thiết kế hoàn toàn giống nhau, gần như là y xì đúc. Mặt ngoài của hai mẫu tai nghe này đều in logo là CCA và chúng ta cũng có thể thực hiện thao tác cảm ứng ở trên bề mặt này. Ngoài ra thì khu vực này chúng ta cũng được trang bị thêm một cái phần mic đàm thoại được trang bị ở cả hai bên tai nghe. Vật liệu cấu thành nên hai phần áo sinh này là được trang bị vật liệu là bằng nhựa và chỉ có duy nhất một chi tiết đấy là về phần ống dẫn âm thì chúng ta sẽ được trang bị vật liệu là bằng kim loại và để nhận xét về mức độ hoàn thiện, mức độ gia công ở trên hai chiếc tay nghe này thì mình có thể nhận xét đấy là nó đạt mức tốt trong mức tầm giá như thế này. Các chi tiết ráp nối ở trên phần thân của áo sinh thì được làm rất là kín khít và không có hiện tượng là keo thừa hoặc là hiện tượng nhựa thừa nào xảy ra. Chuyển sang phần cấu hình và thông số thì đây cũng chính là điểm nổi bật nhất và ăn tiền nhất của hai chiếc tai nghe là CCA x 4 và CCA x 10 so với nhiều mẫu tai nghe led khác trong cùng phân khúc giá như thế này ở trên thị trường. CCA CX4 và CCA CX10 lần lượt được trang bị là 4 driver và 10 driver trong mỗi cặp tai nghe. Cụ thể hơn thì trong mỗi bên tai nghe của CCA CX4 thì sẽ có một driver dynamic sẽ đảm nhiệm giải trầm và giải trung âm, còn một driver còn lại sẽ là driver BA đảm nhiệm cái phần giải cao. Còn chuyển sang người anh em là CCA CX10 thì cấu hình của nó thì sẽ tỏ ra là gấu hơn một chút so với cái chiếc tai nghe là CCA CX4 khi mà nó sẽ có một phần driver dynamic riêng dành cho cái phần giải bass, hai driver BA cho cái phần giải mid và hai driver BA còn lại cho cái phần giải chép. Ngoài phần cấu hình âm thanh khác biệt thì CCA CX4 và CCA CX10 thì được trang bị công nghệ và tính năng giống nhau. Ví dụ như là công nghệ Bluetooth 5.0 cho kết nối nhanh hơn và ổn định hơn, à, chế độ game mode kích hoạt bằng cách đấy là nhấn 3 lần liên tiếp ở một bên tai nghe. Ở chế độ này thì chúng ta sẽ có một cái độ chữ âm thanh về gần như bằng không và nó sẽ giúp chúng ta có một cái khả năng chơi game những tựa game như là bắn súng cần một cái phản xạ nhanh chẳng hạn thì chúng ta sẽ có một trải nghiệm chơi game chính xác và mượt mà hơn về codec hỗ trợ thì cả hai chiếc tai nghe này đều hỗ trợ hai codec phổ biến đấy là SBC và AAC nó đều tương thích tốt cả những thiết bị chạy Android cũng như là iOS về thời lượng pin thì cả hai mẫu tai nghe này thì đều được trang bị một viên pin đấy là 40 mAh cho mỗi bên tai nghe CCA CX10 thì được công bố là cho thời gian sử dụng tối đa là 3 giờ cho một lần sạc đầy ở trên tai nghe còn đối với CCA CX4 do được trang bị ít driver hơn nên là thời pin của nó sẽ nhỉnh hơn đôi chút tối đa sẽ là 35 năm cho tới 4 giờ sử dụng cho một lần sạc đầy ở trên tay nghe và một điểm cuối cùng đáng giá nữa đây là cả hai mẫu tai nghe này thì đều được trang bị khả năng đấy là hoạt động độc lập cả hai bên tai nghe. À, tuy nhiên thì cũng có một điểm mình thấy là chưa ưng ý cho lắm, đây là cả hai mẫu tai nghe này à, không được trang bị khả năng chống nước và chính vì vậy nên là nếu như các bạn sử dụng chiếc tai nghe này vào trong những môi trường ẩm ướt hay là các bạn chạy bộ ngoài trời thì các bạn nên sử dụng khéo léo để tránh hiện tượng là tai nghe dính phải nước và gặp phải hiện tượng là hỏng hóc tai nghe. Chuyển sang về những trải nghiệm thực tế ở trên hai chiếc tai nghe này. Đầu tiên về trải nghiệm đeo thì cả CCA CX4 và CCA CX10 thì đều cho cả trải nghiệm đeo hoàn toàn giống nhau. Hai chiếc tai nghe này thì đều nhét rất là sâu vào trong tai bám tai rất là tốt, cách âm cực kỳ tốt. Còn về độ thoải mái thì mình khuyên các bạn là nên nâng cấp ear tip cho hai chiếc tai nghe này. Ví dụ như là các bạn sử dụng những cặp tip chất lượng đến từ nhà Spinfit, nó sẽ mang lại chúng ta một cảm giác đeo êm ái hơn, thoải mái hơn và cũng như cải thiện một phần về chất âm. Độ trễ của hai mẫu tai nghe này thì mặc định chỉ rơi vào khoảng tầm đấy là 70 ms. Khi các bạn kích hoạt chế độ game mode thì độ trễ sẽ giảm xuống còn tầm là 10 ms. Nó thật sự rất là đáng kinh ngạc cho một chiếc tai nghe tầm giá như thế này. Còn cuối cùng là về phần chất âm thì CCA-CX10 với cấu hình nó sẽ lấn át so với CCA-CX4 nên nó sẽ tỏ ra vượt trội hoàn toàn. Đầu tiên là CCA CX4 có chất âm là vi đặc trưng, nó giống như là các mẫu tai nghe chú led giá rẻ của nhà KZ. Nó nhấn mạnh vào cái phần giải bát, giải chép và mic của nó thì sẽ hơi bị kéo lùi một chút. Tiếng chép bồ ở trên CCA CX4 thì xử lý chưa được tinh tế, bị ship và đôi lúc sáng quá mức cần thiết. Và nếu như các bạn muốn hạn chế chép bồ thì bạn có thể sử dụng ít thích bọn biển với chất tai nghe này. Còn chuyển sang chất tai nghe CCA CX10 thì mọi thứ được làm chỉnh chu hơn, chuyên nghiệp hơn, Chất âm của CCA CX10 làm cho mình liên tưởng đây giống như là một phiên bản rút gọn của những chiếc tai nghe đến từ nhà Sennheiser là Sennheiser Momentum True Wireless. CCA CX10 nó gây cho mình ấn tượng bởi không gian sân khấu nó bao trùm, nó khá là rộng mở, chi tiết cực kỳ tốt trong tầm giá. Cái phần giải bát thì được nhấn nhẹ trong khi cái phần giải mid thì được làm rất là trong trẻo. cái phần giải chép thì mình thấy là được làm nó rất là giòn dã được thể hiện rất là cân bằng. Và đấy thì vừa rồi là một cái video chia sẻ của mình về hai chiếc tai nghe chu là CCA CX4 cũng như là CCA CX10. À, còn không biết là về phía bạn thì các bạn nghĩ sao về hai tai nghe này? nếu các bạn muốn mình so sánh cái chiếc tai nghe này với một chiếc tai nghe nào khác trong cùng phân khúc giá như này thì đừng quên để lại cho mình một cái ý kiến này một cái comment ở phía bên dưới phần comment của video nhé. Còn video của mình hôm nay tới lẽ là rồi. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.